Sau khi đã cài đặt xong thời gian và ngày giờ thì chúng ta bắt đầu cài đặt cái phần mềm Omron Connect từ trên các trang chủ về. Ví dụ như chúng ta sử dụng Apple thì chúng ta sẽ lên App Store, chúng ta tải phần mềm. Còn nếu như chúng ta sử dụng phần mềm Android thì chúng ta sẽ lên Google Play, chúng ta tải phần mềm Connect Omron về về máy để chúng ta sử dụng. Với cái phần mềm này thì chúng ta có thể lưu giữ kết quả ở trên điện thoại thông minh, và chúng ta có thể gửi đi cho bác sĩ hoặc chuyên gia y tế xem được. Thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt nhé. Thì với cái máy Galaxy Tab này thì chúng ta sẽ vào CH Play. Sau đó chúng ta sẽ gõ cụm từ Omron. Đây, Omron Connect. Sau đó chúng ta cài đặt. Chúng ta di chuyển tiếp ạ. Rồi. Chúng ta chọn là Việt Nam. Đó, ngồi đợi máy nó chạy. Rồi, ấn OK. Rồi chúng ta ấn nút chấp nhận. Đây là các dòng máy thông minh của Omron ạ. Yes. Chúng ta chọn là rồi, OK. Ở đây thì đang có các cái mẫu máy như HEM 7280T, 7600T và HEM 6232T. Đây, máy của chúng ta cần là 6232T. Rồi, OK. Rồi, OK. Next. Rồi, bây giờ nó yêu cầu là chúng ta sẽ thao tác ở trên cái máy ạ. Máy trước khi thao tác thì chúng ta sẽ phải nắp pin vào, và cái nút mà để chúng ta thao tác đây ạ, nó nằm đằng sau máy nhé. Nó có biểu tượng Bluetooth này, chúng ta ấn ở trên màn hình máy tính này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ấn giữ cái nút này đến khi nào màn hình hiện chữ P lên thì sẽ được. Rồi, như vậy ở trên màn hình đã có chữ P này, các bạn thấy không, nó nháy giống nhau chưa. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục ở màn hình điện thoại thì chúng ta sẽ next, OK, tiếp, cho phép. Đây là quá trình nó đang cài đặt giữa điện thoại thông minh và máy đo huyết áp. Rồi chúng ta sẽ set một người trước xem sao. OK. Ở đây là nếu như mà chúng ta đã có tài khoản rồi thì chúng ta đăng nhập, còn nếu mà chưa thì chúng ta sẽ làm tài khoản mới. Tài khoản thì gồm có địa chỉ email và password ạ. Chúng ta sẽ nhập địa chỉ email của chúng ta ạ. Password của chúng ta gồm có 8 đến 20 ký tự. Trong đó có tiếng, có chữ và
số hoặc ký tự. Rồi khi xong thì chúng ta sẽ ấn vô đây. Ok. Rồi như vậy là dữ liệu của chúng ta sẽ được kết nối trực tiếp với cả Gmail, và chúng ta có thể truyền tải cái dữ liệu từ trên điện thoại thông minh của chúng ta đi qua Gmail đến các bác sĩ hoặc chuyên gia y tế của chính mình. Và cái bước cài đặt của chúng ta đã xong, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đo. Thì với cái máy đo huyết áp Omron thì chúng ta sẽ lưu ý trong khi đo là chúng ta sẽ phải nghỉ ngơi trước khi đo khoảng 30 phút, không vận động mạnh trước khi đo. Và trong khi đo thì chúng ta phải ngồi yên ở tại một vị trí và ngồi thẳng lưng trong khi đo, không nói chuyện, không rung lắc trong khi đo. Như vậy kết quả mới chính xác được. Còn nếu như chúng ta rung lắc thì nó vẫn ra kết quả, tuy nhiên thì nó sẽ bị sai. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo ở trên cái cổ tay của mình. Với cái máy đo huyết áp Omron này nó có thêm một cái có một cái công nghệ rất là hay, đó là công nghệ Intonation. Đây ạ. Công nghệ Intonation. Đó là một cái công nghệ cảm biến sinh học thông minh của hãng Omron. Với cái công nghệ này thì nó sẽ giúp cho chúng ta đo là sẽ cảm thấy rất thoải mái trong khi đo, và nó sẽ đo không quá căng tay vì nó biết trước được cái mức huyết áp tối đa của chúng ta là bao nhiêu, thì nó sẽ bơm thêm khoảng 30 mm thủy ngân nữa. Chính vì vậy nên cái việc này sẽ giúp chúng ta là, một là sẽ giảm được cái lượng hao hụt pin, cái thứ hai là cảm thấy êm ái trong khi đo, và cái thứ ba là nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả chính xác nhất. Và bây giờ thì mình sẽ đo ngay ở trên cơ thể mình nhé. Rồi, ok, máy bắt đầu chạy. 108 trên 64, và nhịp tim là 66. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ vuốt cái màn hình máy tính. Rồi, được chưa? Chúng ta sẽ thấy cái kết quả của chúng ta là 108 trên 64 và nhịp tim là 66. Và chúng ta khi cần gửi thông tin đi đâu thì chúng ta sẽ tích vào đây ở trên cái màn hình đó. Đây chúng ta sẽ chuyển dữ liệu đi này, nó sẽ chuyển qua mail đó. Còn khi chúng ta thao tác ở trên đo ở trên máy thì chúng ta cũng có thể xem lại bằng cái cách là chúng ta ấn vào cái hình như hình quyển sổ đấy. Rồi lần thứ hai này, lần thứ ba này, lần thứ tư này, đó đó là những cái kết quả đo trước. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được một cái lỗi, nó cũng báo luôn ở trên cái màn hình, đó chính là lỗi quấn vòng bit không đúng đó, thì nó sẽ thể hiện ở trên đây. Thì vậy là quấn vòng bit lỏng. Và còn muốn xem kết quả cho người thứ hai thì chúng ta sẽ gạt sang bên đây ạ. Đó. Hoặc là trước khi đo cho người thứ hai trong gia đình thì chúng ta sẽ gạt lên, sau đó chúng ta sẽ đo. Còn bên này là người thứ nhất. Rồi, video của mình tới đây là đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này của mình. Và nếu như có vấn đề gì cần trao đổi thêm thì các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ trả lời tất cả các cái câu hỏi của các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.